Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở ngay sau lưng mình đây thì đây là một mẫu màn hình đến từ Samsung. Thì cái mẫu màn hình này phù hợp với tất cả các nhu cầu từ những người dùng cơ bản hay những người dùng cần tìm cho bản thân mình một mẫu màn hình nó đẹp đẹp một tí, có độ phân giải cao, hay những bạn đang cần tìm mua cho bản thân mình một mẫu màn hình làm đồ họa thì cái mẫu màn hình đến từ Samsung này đều đáp ứng được. Và mình sẽ nói luôn phần mức giá của sản phẩm sẽ rơi vào khoảng độ loanh quanh 9 triệu đồng. Theo mình thấy đây không phải là một mức giá đắt, vì sao ạ? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này. Rồi, ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến phần thiết kế trước. Đây không phải là mẫu màn hình hướng đến những bạn là thuần gamer, thế nên cái phần thiết kế cũng rất đơn giản thôi. Làm sao để cho tinh tế và gọn gàng nhất thì ở đằng sau cái màn hình này thì có chỗ để dấu dây để giúp cái góc bàn làm việc ấy thật là gọn gàng, trông thật là tranh xả, sang chảnh một chút. Và cái phần mặt trước ấy thì sẽ ba phần cạnh viền, thời gian nó cũng không phải ba phần cạnh viền quá mỏng. Tuy nhiên, đối với những cái mẫu màn hình ở trong 2020 này, đây vẫn là mẫu màn hình rất đáng để đẹp về mặt thiết kế. Rồi, chuyển sang đến phần thông số của màn hình này. Màn hình này có kích thước 28 inch, độ phân giải 4K 3840 x 2160, và đây là màn hình IPS 4K IPS và độ trễ chỉ 40 giây thôi. Tuy nhiên tần số quét chỉ dừng lại ở 60Hz. Mình nghĩ độ phân giải 4K 60Hz là hợp lý rồi, bởi vì nếu mà có tần số quét cao hơn ấy thì các đồ họa hỗ trợ xuất ra thì cũng mệt mỏi lắm. Và cái mẫu màn hình này mặc dù không phải là mẫu màn hình thuần gaming nhưng có hỗ trợ công nghệ FreeSync. Mình thấy đây là một điểm khá là thú vị ấy, bởi vì những cái bạn làm đồ họa thì rõ ràng vẫn cần chơi game đúng không? Đấy, chơi game cũng được, mặc dù là 4K cũng yêu cầu mẫu cả đồ họa nó cũng tương đối đấy. Và ngoài ra nếu như các bạn nào quan tâm ấy thì cái mẫu màn hình này hỗ trợ xuất đến 10 bit màu, cùng với đó là công nghệ HDR10. Và để xuất được cái công nghệ để sử dụng được công nghệ 10 bit màu ấy thì một là các bạn phải sở hữu một mẫu cả đồ họa Quadro đến từ Nvidia, hai là sở hữu các mẫu card đồ họa bình thường thôi đến từ AMD cũng đã từ RX 470 đã hỗ trợ xuất hình 10 bit màu rồi. Cái đấy là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người thôi. Đấy là toàn bộ các thông số mà các bạn có thể đọc được ở ngay trên vỏ hộp thôi. Có những thông số mà không đọc được trên vỏ hộp, đó là về khả năng phủ màu hay là độ sai lệch màu sắc như nào, thì mình sẽ công bố luôn cho anh em được biết. Màn hình này phủ 100% giải màu sRGB, 86% giải màu Adobe RGB, 84% giải màu NTSC và 90% thôi giải màu NTSC. Thật ra ấy, cái mức độ phủ màu giải màu này mình thấy màn hình 4K ấy thì gần như nó sẽ là như vậy rồi. Tuy nhiên, cái mức độ phủ màu này nó chưa quyết định được nhiều. Cái độ sai lệch màu sắc với quyết định chính xác là làm đồ họa có tuyệt vời hay không. Thì theo những gì mà hãng công bố cũng như là mình tìm hiểu được ấy, thì trung bình Deltaia sẽ đạt 1.29. Thì với 1.29 chỉ cần dưới 2 thôi làm đồ họa đã rất tốt rồi. Thì Deltaia phải đến 3-4 thì mắt người mới nhìn được kiểu là sai lệch. Mà đây cái độ sai lệch màu sắc rất thấp ấy, nó chỉ 1.29 thôi. Nên các bạn mua mẫu màn hình này về thì không nhất thiết cần phải mang ra cân màu đâu. Theo những gì mình thấy thì là kiểu như hãng ấy đã cân màu trước khi xuất xưởng rồi, nên mua về chỉ việc sử dụng ấy thôi. Ok, nếu như các bạn cảm thấy quan tâm cái mẫu màn hình này và muốn mua bản thân mình để sử dụng thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Và đừng quên hàng khan, giá không đổi và hỗ trợ trả góp 0% ở Alphard nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.